Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Cuộc Sống Của Nhật nhé. Hôm nay mình về sớm, cuối tuần cũng tăng ca, hôm nay về sớm lại làm mấy món nhằm nhậu nhạt với nhau. Thì bây giờ là đang đun nước mọi người. Hôm nay mình làm món lẩu cháo cá nhé. Đấy, khúc cá của con cá tên gì nhỉ? Sira. Đó, thì đang đun lên tí nước gỡ ra bắt đầu nấu nước nhé. Đấy, còn đây là cơm nguội cho vào cháo. Thì tí nữa mình sẽ nói một chút về cái món này, nó khá là lạ ấy. Đây, còn đây là Quang. Hello, xin chào mọi người nha. Đấy, ông đang làm rau, ông vừa combat này. Combat này, chơi con gì đây? Sao? Đứt. Đứt sao được. Đấy. Rồi, đưa một mát. Ăn này. Đấy. Còn đây Tuấn Anh này. Hôm nay nhà mình mang hết mực công ty về làm này. Mọi người thấy ngon không? Nhưng mà hẹn mọi người ở video sau nhá. Hôm nay chỉ làm thôi, hôm nay là quay mọi người xem món khác. Mật bí trước vậy. Đấy, cá luộc là gỡ ra cho nó nhừ ra mọi người nhá. Thế tôi làm theo kiểu của tôi đấy, tôi cứ làm lung tung thôi, không có xem đâu, không học đâu đâu. Đó, giờ đây cơm nguội cho vào, nấu bánh cháo. Nấu loãng rồi nhá, cho nước vào nấu loãng rồi. Nấu loãng rồi kiểu nó còn nhiều nước ấy, chắc mình ăn mình vẫn cứ dùng đồ ăn dùng rau các kiểu bình thường. Đến lúc các cái nước thịt thì nước rau nó cặn lại, đến lúc nó cứ cạn dần đến lúc ra cháo nó đặc lại là ăn là tuyệt vời luôn. Sáng ngày anh em mình cắm cơm để lại ít, tối về nấu luôn, đỡ cho gạo nó lâu lắm. Đấy, giờ cứ để sôi một lúc. Xong bắt ra bếp ga. Mình dùng cái bếp nồi sứ này thì nó giữ được nhiệt lâu hơn. Đấy nhỉ. Đấy, cá bắt đầu nồi nó xe xe này mọi người. Giờ mùa đông. Ngon đấy. Có gì hấp dẫn không? Ngon. Có một khúc cá này mà quá trời cá rồi này. Nhưng mà hơi cơm nhỉ. Đấy, thanh niên Hảo đang rửa hộp cơm. Chào qua. Rồi, giờ đợi anh em mình tắm rửa xong cái là chúng ta chén nhá. Xem má biết xem người không cũ qua có chửi mẹ. Ừ. Rồi ok mọi người. Đấy, đây là nồi lẩu cháo cá của mình nhá. Đấy, thì hôm nay lẩu giống thì có bạch mực. Tôm. Rau sống, giá đỗ, đây là nấm. Cháo. Gan. Giá đỗ này. Đấy. Hấp dẫn luôn. Đây có cái món này là sashimi ốc sống mọi người nhé. Đấy, tí nó thưởng thức. Đấy, nồi cháo hấp dẫn luôn. Nó chỉ cho loãng, thật loãng mọi người ạ. Đấy, nhiều nước vào. Xong mình dúng ăn các chất của cái rau củ quả, thịt thả ấy, nó còn giữ lại ở nước ấy, lúc cuối nó cạn dần ấy. Còn cháo tuyệt vời lắm. Đấy, còn đây là bát nước chấm một qua. Chấm. Chấm có đá. Rồi, giờ vào bữa đây. Rồi đấy, cuối tuần làm chén rượu cho nó giãn cơn cốt. Mời mọi người nhá. Mọi người nhá. Anh bữa khất ly này, em hất ly chích chết. Thì mình nó chơi ly bự này. Quay thường bạn nhậu luôn ấy. Chết thiệt đấy. Thôi, chén này cho rau cỏ vào đây. Lấy cái giá đựng ấy đi Quang ơi, cái giá rúng Quang. Đây là món sashimi ốc nha mọi người. Ốc sống rồi nha. Đập vỡ vỏ ra mà trần qua nước sôi rồi. Đấy, cái này là xì dầu người ta này. Xì dầu. Cho Quang thưởng thức trước đi xem là ăn như nào. Đầu tiên ăn ốc sashimi luôn đấy. Nghe tiếng sột sột. Giòn nè. Ôi giòn lắm. Ngon không? Ừ, ngon. Giòn, ăn sướng. Ngon. Giòn sần ra luôn. Thấy mấy anh người Nhật mà công ty bảo ốc này sashimi ngon lắm. Hôm nay mua thử về ấy, vẫn tiện gặp rẻ đấy. Bây giờ đến lượt tôi thưởng thức. Đấy, chấm mùi tạt. Hôm nay quên không lấy mùi tạt free của sừng Eong nên là nó hơi ít mùi tạt. Đây, miếng ốc này, tươi sống luôn. Cả đầu tiên giòn giòn này, đúng không? Cá nó giòn sực, ăn Ngon.
giòn ngọt á. Tuyệt vời mọi người. Đấy, xôi. Đây mình dùng dúng rau này, đây dúng thịt, đây dúng tôm á, kiểu ở đây cái nước ra nó ngọt đến cuối ăn cháo, tuyệt vời. Mình thử. Mực à? Mực. Mực hôm nay anh em mình mang về rất nhiều, nhưng mà hẹn mọi người ở video sau nhá. Thì hôm nay mực to lắm. Giới thiệu mọi người cái món lẩu cháo cá. Làm theo cách tự chế. Đấy. Nó đơn giản thôi mọi người ạ. Có cá thì cứ la luộc lên, lấy gỡ ra nấu bình thường ấy. Thì cho thịt nào đây rồi? Ừ, cho rồi. Xong là cho cơm vào, nấu nhiều cháo ấy. Ngon lắm. Mình cho nhiều nước vào nó loãng ra. Mình dúng lẩu bình thường, cơm nó vẫn cứ lắng bên dưới. Xong bắt đầu dần dần á, những cái chất mình dúng vào này nó ra nước. Xong bắt đầu là nó cạn dần đến lúc cháo ăn tuyệt vời. Đúng rồi. À, mình giữ em vào theo. Ừ. Không. Rồi. Ăn nghe thực đã lắm. Ngon. Ngọt nữa. Hảo cũng là lần đầu tiên ăn đấy nên là vẫn ăn được. Ừ. Ngon. Chứ sợ lạ không ăn được thì ăn hơi ghê mồm. Nhưng mà ngon luôn. Ừ, ngon lắm. Cái này đập vỏ ra xong trần qua tí nước sôi cho nó đỡ rớt đi mọi người. Mọi người mà thử ăn món này mọi người không nghiền mới sợ. Ừ. Nghiền luôn. Ngon lắm. Tuyệt vời. Đấy, để chán này ôm theo để chán ngầm ngửa người trôi đi từ từ về vậy luôn. Đây. Tôm của tôi có cái chạm bơm đấy. Này là con tôm nhá. Chạm tôm hay. Ngon không? Ui, ui, con tôm quá chạm bự luôn. Tôm lắm thịt nha, không bị óp này. Một hộp tôm này là 500 yên, 10 con. Nó rơi khoảng tầm 100 nghìn. 100 nghìn 10 con tôm. Tôm khá là to. Anh còn hộp tôm của ông cọc cho nữa này. Ừ. Cặp cho tôm nó không giúp tôm lại. Tôm mắc nhất. Nó không giúp tôm lại. Tôm mắc lắm. Mọi người con tôm. Chịp. Rắn. Ngọt lắm. Quá là ngon. Tôm mình như là nó trần quan cho nước sôi đúng không? Nên nó mới đỏ như này. Ăn đi ăn hết. Ngon lắm. Ừ, bốn con rồi em ăn hết đâu. Đúng rồi. Nói thế. Tội anh em. Cày quá à. Ngon lắm. Bắt đầu nước bắt đầu xe xe lại mọi người. Đấy, cháo này. Đấy, vẫn dùng rau ấy, thịt ăn bình thường nhá. Đến lúc cái nước của nó gọi là tuyệt vời. Đây, mực này. Mực này anh em ơi, ăn đi. Món lẩu mà anh Thị tự chế. Ngon. Lần trước cũng làm một lần rồi, ăn cũng khá là ok. Lần này làm quay cho mọi người xem. Này gì mà ở quán làm món này không ai đụng hàng của mình luôn. Em nói thiệt. Hảo về Trà Vinh đi. Trà Vinh mở. Mở quán rồi đấy. Hảo Thị à. Trời ơi. Quán mày mở liên quan đéo anh. Xem quán cái liên đoàn trộm xem ấy. Giờ cháo đâu là cạn rồi đấy. Kéo rồi. Gạo giờ coi như không còn nữa luôn, nó thành hồ hết rồi. Toàn thịt cá rồi. Giờ nước cực kỳ là chất luôn. Thì Quang là bát cháo không? Đấy, là bát cháo đây. Bát cháo là. Ừ. Mốc đi. Ồ, toàn thịt cá thôi. Ừ. Giờ cơm gạo nó cũng thành hồ hết rồi. Nhừ lắm rồi. Đấy, đặt thêm vào đây. Đây là hành này. Thì là này, tía tô này. Đấy. Ăn nó phải xịt một ít. Thế nó mới hấp dẫn. Đấy. Ờ. Chơi thôi, chơi thôi. Nóng quá. Ừ, húp nhẹ anh nè. Nóng ấy. Ừ. Thơm. Cá không này. Cá đấy. Ừ. Đợt cơm cho vào nó nhiều hết rồi. Ngọt. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Đấy, là tôi làm tí cháo ấy. Từ nãy giờ uống ít rượu. Cháo này mọi người. Đó. Nó lẩu xong là kèo, có cháo. Kèo lắm rồi. Nó lẩu xong là có cháo ăn. Đấy, ăn xong lẩu người ta có cháo ăn. Đấy. Đây, cho thì là với lại hành lá đây. Tí tô đây. Chuẩn bị sẵn đây rồi. Đó, ta cho vào bát.
Quấy đều lên. Mùi thì là thơm, nó không có mùi tanh cá. Cá này cá biển nữa. Đó, đúng rồi, cho hạt tiêu vào. Đấy. Đấy, xoài. Quá ngon. Nóng lắm mọi người. Thơm quá trời thơm. Wow, ngon lắm. Ngọt nhỉ. Tất cả chất đều cuối cùng ở đây ấy, dùng tất cả mọi thứ ngọt nước rồi chất ra nước vào hết cháo. Húp cháo nữa, tuyệt vời. Tuyệt vời mọi người thử làm nhá. Đơn giản lắm. Cháo cứ ninh mình. Bỏ thịt vào. Cháo đi. Nấu cháo loãng thật loãng mà. Xong là chúng ăn dần. Ăn dần đến lúc nó cạn là tuyệt vời. Anh em nhớ muốn... nhớ là phải có tí cá hay là tí thịt gà gì đấy nhá. Thịt gà cũng được. Ok mọi người. Anh em mình nhậu no say lắm rồi. Thằng nào lấy mặt phừng 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 cái này. Hảo rồi. Đấy, say phê lắm mọi người. Ngon lắm, lẩu ngon lắm. Giờ vẫn còn đang nhâm nhi dần. Nhưng mà giờ phải nghỉ tí, dừng video ở đây. Anh em mình hát karaoke tí. Nên là tạm biệt mọi người nhá. Mọi người hãy thử làm món này ăn đi. Tuyệt vời luôn. Thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt mọi người.